Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. Tejanga Resort and Casino. Tèo Thai Club 714983 Võ Xe, hay 714 983 8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714 891 8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714 839 8121 839 8121 quý vị đang theo dõi phần tin tức của lý luận sài gòn tv Qua phần trình bày của anh tuấn và hoàng trọng thụy xem như ngày siêu thứ ba đã xong rồi và à, từ bây giờ cho đến tháng 6 này ngoại trừ có những cái gì nó diễn biến rất là ghê gớm chẳng hạn như ông trump đang đi đùng cái ông lên máu ông té ông chết à, thì phải <laughs> bỏ phiếu lại hoặc là vì lý do nào đó bà clinton bị bệnh hay cái chuyện gì đó ông Sanders lăn đùng ra cho đến giờ phút này đã ngoại trừ có những chuyện biến cố mà khủng khiếp lắm á thì chắc chắn là ông Trump sẽ đụng độ với bà Clinton thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay họ bắt đầu họ tính tới việc đó bà Clinton sẽ chọn ai là người đứng phó trong cuộc tranh cử vận động tranh cử sắp tới yeah. một cái điểm rất là hay đó là họ nói rằng khi mà chọn cái người phó đó thường thường họ xem đối thủ của họ cử chi bỏ phiếu cho ai mm. cử chi bây giờ bỏ phiếu cho những cái khuyên hướng gọi là xã hội chủ nghĩa và ông ạ yeah có nghĩa là nó là xã hội chủ nghĩa nhưng mà thực sự đó cái cái khuyến hướng này nó hoàn toàn nó khác nó không phải là như là cộng sản đâu nhưng mà họ ông ông muốn uh, tăng thuế ông uh, Bernie Sanders muốn tăng thuế uh, nhưng mà muốn uh, miễn phí học đại học cho học sinh rồi thậm chí đó là vấn đề mà mượn nợ cho học sinh cũng được giảm nữa, rồi mang lại thêm các quyền lợi cho người nghèo. Đó là tư tưởng mà nhiều người cứ gán ghép cho ông về cái tội là xã hội chủ nghĩa. Người nghèo nghe thì họ thích lắm. Đó là lý do tại sao mà đa số những cái người mà tại các tiểu bang mà họ đã không nhận được những cái sự ủng hộ của chính phủ trong thời gian qua bỏ dồn phiếu cho ông Bernie Sanders. Một trong những chiến lược của phía Đảng dân chủ và bà Clinton á, họ nói rằng bây giờ chúng ta phải chọn lựa một người mà đi theo cái khuyên hướng hơi giống ông Bernie Sanders để làm sao. Uhm. Lấy được cái phiếu của người đó thì thí dụ vậy thì phải không? không? Thì phải chăng là bà Clinton sẽ chọn ông Bernie Sanders làm phó tổng thống? Ồ, như đó, vậy đó, thì đó cũng, là, là, đó là, đó cũng là một cái tư tưởng đó, nhưng yeah. mà cũng có thể không. Bà yeah. nói rằng đôi khi ông Bernie Sanders cái tư tưởng ông nặng nề quá, Đảng Cộng hòa sẽ dồn bằng mọi cách nghĩa là tấn công bản nặng hơn nữa cho nên mà có thể là chỉ là một thôi một trong những cái sự lựa yeah. chọn nhưng mà ngoài ra là còn những cái sự lựa chọn khác chẳng hạn như là đây là cái danh sách mà chúng tôi nhìn thấy khi mà được đưa ra bà Elizabeth Warren một người phụ nữ nữa yeah. nhưng mà vừa là tổng thống phụ nữ mà có phó tổng thống là phụ nữ nữa thì nó hơi nhiều quá yeah. ha? hay là ông thượng nghị sĩ Ohio Sherrod Brown và thậm chí Bernie Sanders thì đó là những cái danh sách mà bà nói rằng nhưng mà cái người mà bà chọn ra đó sẽ có cái khuynh hướng rất sát với ông bernie sanders yeah. để rồi bà nhận được cái sự đoàn kết của đảng dân chủ đấy là một cái điểm rất quan trọng thưa quý vị phải có sự đoàn kết của đảng, cả đảng để đứng đằng sau ứng viên của mình như trường hợp của tổng thống obama Cách đây 8 năm, quý vị để ý đó Là đảng Dân Chủ sau khi mà đã vượt bà Clinton thất bại trước ông Obama rồi đó Thì là cả đảng Dân Chủ đứng đằng sau của ông Ngừa người, người gốc người châu Phi, châu Á, Mẽ và Mỹ Trắng nữa Đằng sau ông Obama chính là ông đã thắng lớn Thì lần này cũng thế Cái chiến lược của bà là chọn một người ứng viên phó Làm thế nào để lấy thêm các thành phần Và United đoàn kết đảng trở lại ông Trump bây giờ đang gặp rất khó khăn trong nỗ lực tạo sự đoàn kết mặc dầu ống miệng lưỡi mà cứ thể nói ra là tôi là người unifier tôi là người đoàn kết quốc gia lúc nào cũng thế tôi đi đến đâu là tôi đoàn kết nhưng mà thực sự ông có phải như thế không ông nói cho sướng miệng thôi nhưng mà đằng sau của ông đó là ông càng tạo nên sự chia rẽ hơn nữa chính cái sự chia rẽ này của Đảng Cộng Hòa sẽ khiến cho Đảng Cộng Hòa mất chiếc ghế vào tòa bạch ốc năm này. Và cũng là tin tức về Đảng Cộng Hòa thưa quý vị. Ông Ted Cruz vào trong à, ngày hôm qua khi mà ăn mừng chiến thắng ngay tại Oklahoma và tiểu bang của ông Texas thì ông ta nói là <laughs> bây giờ tình hình đang nguy cấp lắm rồi. À, chỉ có tôi Thách mới có thể có khả năng đánh bật ông Đôn yeah. Anh Trầm trở lại mà thôi. Yeah. Đá ra khỏi cái vòng đua này nếu yeah. như ông 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 Tech crew nói là nếu như quý vị. Hãy từ bỏ cái cuộc đua này, nói ông Marco Rubio hãy từ bỏ, John Kasich hãy từ bỏ, Ben Carson hãy từ bỏ đi tại vì tại vì những người là làm cho cái lá phiếu của cử tri đoàn bắt đầu tan rã ra thì hãy dồn phiếu dồn phiếu ổng thì ông sẽ đá ông Donald Trump ra nhưng yeah. mà dường như việc này cảm thấy rất là khó khăn tại vì ai cũng muốn cái mục một, một ừ. cái sự danh tiếng một cái sự tự tin của họ trên con đường đua cả nói chung là các cuộc thăm dò ngay bây giờ cho thấy là ông Trump vẫn tiếp tục dẫn trước ông Ted Cruz đến 20% lận. Yeah. Và tại các tiểu bang thậm chí ở Florida đó ông Donald Trump vẫn đang à, chiếm giữ cái phần thắng so với Rubio. Nhưng mà nếu mà ông thua và ông Rubio được ở Florida cho đến giờ phút này đó, Rubio vẫn tiếp tục nghĩa là cương quyết bởi vì Rubio tin tưởng là đảng cộng hòa sẽ đứng phía sau Rubio yeah. đảng cộng hòa ngay cả Ted Cruz họ cũng rất là phân vân bởi vì trong số các thành phần mà theo thiên chúa giáo đó bảo thủ á, yeah. lại bỏ phiếu cho ông Trump chứ không bỏ phiếu cho Ted Cruz. Mm. Đó là cái, cái bất lợi rất lớn cho Ted Cruz. Mặc dù ở tiểu bang nhà 155 cử tri đoàn ông Ted Cruz đã nhận được và đã có một cái khoảng cách không có xa lắm, nghĩa là cũng vài chục phiếu cử tri đoàn so với ông Trump. Nhưng bây giờ còn nhiều tiểu bang nữa, thưa quý vị, còn nhiều tiểu bang lắm. Cho nên uh, New York chẳng hạn, New York là của tiểu bang nhà của ông Trump rồi. Yeah. Cả bao nhiêu trăm cử tri đoàn, thấy không? À, ông Bernie Sanders sáng ngày hôm nay ông có một cái tuyên bố mà chúng tôi nghe cũng cười thôi nhiều người cũng cười ông nói chúng ta sẽ lấy được thêm cả mấy trăm cử tri đoàn ở các nơi nữa ông vẫn còn tự tin yeah. mặc dầu là bên phía đảng dân chủ họ nói rằng cái 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 phần trăm mà ông thắng nổi đó bà Clinton á hầu như là vô vọng thưa quý vị quay sang các bản tin khác trong ngày ông Scott Kelly phi hành gia có thể nói rằng kỳ cụ nhất của nước Mỹ sau một năm trời nghĩa là dài đằng đẵng ở trên không gian ngày hôm nay thì ông Scott Kelly đã trở về quả đất và đoàn tụ và đây có thể là ngày trở về trái đất cuối cùng của ông sau khi đã phục vụ có thể nói là phi hành gia phục vụ lâu năm nhất trên trạm không gian quốc tế và hôm nay xem như là bởi vì họ nói rằng trong suốt 520 ngày quý vị có thể tưởng tượng không? 520 ngày xa vợ, xa con, xa gia đình, bạn bè chỉ để phục vụ mục tiêu khoa học thôi. Cho nên có thể nói rằng là mọi người nhìn ông bằng một cặp mắt tôn trọng và ngưỡng mộ nhất, một phi hành gia kỳ cựu và trở thành một trong những phi hành gia lỗi lạc nhất của nước Mỹ trong nỗ lực nghiên cứu thêm về các hoạt động không gian và à, theo dõi các à, sự tiến hóa của vũ trụ trong các cuộc nghiên cứu này thưa quý vị và thưa quý vị, trước một vài ngày trước lễ kỷ niệm về chiếc máy bay MH370 bị mất tích ngay tại các vùng biển ở ở phía nam của châu Á thì vào sáng ngày hôm nay một số người đã tìm thấy một mảnh vỡ nghi là của chiếc Boeing 777 và có liên quan trực tiếp tới chiếc máy bay MH370 được tìm thấy ở khu vực phía đông của châu Phi gần Madagascar, tức là khu vực Mozambique và người ta cho rằng ở trên cái mảnh vỡ này thấy rõ ràng đây là một chiếc cánh máy bay một cái chiếc cánh đuôi phía sau máy bay ở trên đó còn ghi chữ là no step và cho tới bây giờ thì các chuyên gia đã đến và đưa chiếc cánh máy bay này về lại Mã Lai để các điều tra viên có thể lực lại hồ sơ của chiếc máy bay MH370 đã chở 239 người mất tích một cách bí ẩn trong vòng rất nhiều tháng trời cho đến tận bây giờ các giới chức tại Mã Lai, tại Úc Châu và các khu vực lân cận cũng đã tìm nhưng không thể nào biết được tung tích của những của chiếc máy bay chở theo 239 người hành khách như thế này. Một số nguồn tin trước đó lại cho biết là có rất nhiều mảnh vỡ đã trôi dạt vào các khu vực biển của phía Nam và phía Tây của ấn độ dương và nếu đây là cánh của chiếc máy bay MS 370 sẽ mở ra một con đường để tìm hiểu lý do và nguyên nhân tại sao chiếc máy bay này lại mất tích và cũng giống như là vị trí chính xác của chiếc máy bay này đang ở đâu. Và nói đến máy bay thì ở tại Nepal nơi có ngọn núi cao nhất thế giới, ngọn núi Everest, Everest cũng là ngọn núi mà có thể những người mà mê leo núi đó, xem là một ước mơ bởi vì lên được đỉnh Everest được xem là một thành tựu cá nhân quan trọng nhất trong đời của những người leo núi. Chính vì thế, họ đã bỏ ra cả chục ngàn Mỹ Kim huấn luyện nhiều. Quý vị muốn leo được Everest, có những người họ phải huấn luyện tới 2, tới 3 năm chạy bộ mỗi ngày để tập làm quen và thường xuyên leo núi để tập làm quen với việc mà cơ thể mình hít dưỡng khí rất là ít bởi vì trên đỉnh núi này dưỡng khí hầu như rất là loãng thưa quý vị chính vì thế phải tập cho cơ thể cái phổi của mình làm sao quen được với không khí loãng trên đỉnh núi cao cả ngàn thước này thế nhưng trong vòng 2 tuần lễ ba tai nạn máy bay xảy ra mà đa phần đã những cái máy bay nhỏ này đưa những người đi leo núi tuyết Everest và ngày hôm quý vị đã nghe tuần trước đó có hai chiếc tai nạn xảy ra một vụ tai nạn giết một chục người tai nạn thứ nhì thì người phi công thiệt mạng và mới ngày hôm nay thứ tư lại một chiếc máy bay chở 9 người trên máy bay này rời khỏi phi trường Kathmandu nhưng mà sau đó sau khi cất cánh đó thì đã có những cái tín hiệu khẩn cấp báo đi để mà máy bay phải quay trở lại 10 máy bay này có tất cả 19 chỗ thế nhưng chỉ có 9 người thôi chắc có lẽ vì người ta bắt đầu sợ hãi những cái chuyến máy bay nhỏ này có thể nói rằng là nepal là một quốc gia nghèo một trong những quốc gia nghèo trên thế giới này và có cái hồ sơ về máy bay tệ hại nhất trên thế giới không nói tới loại máy bay lớn mà chỉ nói tới những máy bay nhỏ thường xuyên bị rơi bởi vì quý vị nhìn thấy nó sương mù rồi không biết vì những lý do nào mà máy bay cứ hay gặp nạn nhất là trong một cái thời gian vô cùng ngắn vừa qua thưa quý vị và chưa kể đó là chính quyền Nepal cũng phải nói rằng vô cùng bất lực trước cái tình trạng mà kiểm tra hệ thống máy bay của đất nước chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé.